Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, El Salvador đang lừa dối hàng triệu người. Một vụ kiện dân sự tuyên bố rằng chính phủ El Salvador đã mất tới 24 triệu đô la tiền thuế của người dân trong quá trình triển khai ví kỹ thuật số Bitcoin Chivo vào năm ngoái. Một vụ kiện dân sự được đệ trình lên tòa án. Overton đứng đầu công ty phát triển phần mềm Roy Developers có trụ sở tại Texas đang kiện Athena Bitcoin Global, công ty đứng sau máy rút tiền tự động ATM dựa trên Bitcoin của El Salvador và ví kỹ thuật số Chivo. Roy đã khởi kiện vào đầu năm nay dựa trên tuyên bố rằng Athena đã không thanh toán gần 84.000 đô la cho công việc công ty đã cố gắng cứu Chivo từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021. Phía Athena đã phản đối điều này, cáo buộc ROI vi phạm thỏa thuận bảo mật bằng cách tiết lộ lỗi phần mềm trong ATM của Athena, một vi phạm mà Athena tuyên bố đã thuyết phục El Salvador giảm quy mô mua ATM của mình. Overton cho biết, thực sự không có bất kỳ sự giám sát nào đối với những người mở ví Chivo. Nếu ai đó có tên của một số người và số định danh của họ, họ có thể đăng ký Chivo Wallet, nhận 30 đô hoàn toàn miễn phí làm quà tặng khi đăng ký và sau đó rút số tiền đó ngay lập tức. Ngoài việc đăng ký gian lận, Overton tuyên bố rằng chính phủ El Salvador đang kinh doanh chênh lệch giá. Ví Chivo chỉ cập nhật giá trị của Bitcoin mỗi phút một lần, nghĩa là người dùng có thể xác định sự khác biệt giữa giá Chivo niêm yết và giá thực tế. Thông tin tiếp theo, Vitalik Buterin đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư. Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã chia sẻ một số lời khuyên khôn ngoan dành cho các nhà đầu tư, những người đang gặp khủng hoảng thật sự khi thị trường giảm giá kéo dài suốt cả năm nay. Xuất phát từ bài đăng của CoinMaba nói rằng, sau 9 năm sử dụng tiền điện tử, tôi gần như đã kiệt sức. Tôi muốn tiếp tục và làm điều gì đó khác biệt với cuộc sống của mình. Tôi đã mệt mỏi với tất cả những kẻ lừa đảo này. CoinMaba muốn đề cập đến vụ phá sản của FTX, BlockFi và Genesis. Vitalik Buterin đã nói rằng, hãy tránh xa vòng tròn giao dịch hay đầu tư và thay vào đó tiến gần hơn đến hệ sinh thái ứng dụng và công nghệ. Hãy tập trung vào công nghệ thay vì giá cả. Và thông tin cuối cùng, Elon Musk nghi ngờ cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã quyên góp hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ Đảng Dân Chủ. Đây là một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với con số được tiết lộ. Nhiều người đã chỉ trích Elon Musk vì cáo buộc mà không cung cấp bằng chứng. Sam Bankman-Fried là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Đảng Dân Chủ sau tỷ phú George Soros trong cuộc bầu cử năm 2021-2022. Theo Open Secrets, Sam đã quyên góp gần 40 triệu đô la cho Đảng Dân Chủ trước khi FTX sụp đổ. Tuyên bố của Elon Musk đáp lại một bình luận trên Twitter nói rằng Sam Bankman-Fried quyên góp 40 triệu đô la để tránh bị bỏ tù. Elon Musk tuyên bố rằng 40 triệu đô la chỉ là con số được tiết lộ công khai. Sự hỗ trợ bầu cử thực sự của Sam Bankman-Fried cho Đảng Dân Chủ có lẽ là hơn 1 tỷ đô la. Tiền đã đi đâu đó, vậy nó đã đi đâu? Ông chủ Tesla viết. Tuy nhiên, Elon Musk vẫn chưa thể đưa ra bằng chứng về cáo buộc này. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.